Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức, A Di Đà Phật. Đây là chương trình Phật học chuyên đề về chánh niệm. Hôm nay là ngày 8 tháng 11 năm 2019. Kính thưa quý vị, hôm nay con chia sẻ về đề tài Phật dạy trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Bài kinh thứ 10 trong Trung Bộ và 22 trong Trường Bộ về cái đề mục quán tâm. Quán tâm trên tâm. Citta citta nubassati. Còn nói đến cái đề tài cái tâm sân. Ở trong quán tâm nó có 16 cái tâm. Có 8 cặp. Thì trong đó có một cái cặp tâm gọi là tâm sân. Thì tâm sân thì Phật dạy mình như thế nào? Một bậc thánh tối thượng giác ngộ dạy cho chúng ta cái cách để mà chuyển hóa cái tâm sân. Thật là may mắn để học được cái lời dạy này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật dạy trong kinh Satipatthana là Saragam vat chittam saragam chittam ti banchanati. Tâm tham thì biết ở trong tâm có tham. Vitaragam vachittam vitaragam chittam ti banchanati. Tâm sân thì biết trong tâm có sân. Sadosham vachittam sadosham chittam ti banchanati. Khi tâm không có sân thì biết tâm không có sân. Đây là ba cái tâm đầu tiên con nói cái tâm sân mà Phật dạy. Khi tâm sân, Phật dạy cho mình một điều thôi, đó là không có làm gì hết. Nghe khỏe mà sướng không? Nhưng mà nó không hề khỏe, không hề sướng xíu nào. Đối với những người mà cái tâm thường ngày của chúng ta phản ứng khi mà cái lòng sân nó nổi lên, lấy mắt nhìn, lấy miệng nói, lấy tai nghe, lấy thân hành động, lấy tâm suy nghĩ. Dù mình suy nghĩ, mình chưa có nói, chưa có hành động, nhưng cũng đã làm rồi. Mới suy nghĩ là làm rồi đó. Không có dễ gì mà khi cái tâm sân nó nổi lên mà mình không nghĩ, không nói, không làm gì. Điều đó không dễ chút nào hết. Chính vì vậy mà cái có vẻ rất đơn giản, dễ dàng nhất thì lại cái cực kỳ sâu sắc và khó làm nhất. Đó là chỉ biết đơn thuần nhận dạng ra mà không làm gì cả. Thì tại sao Phật dạy đơn thuần nhận dạng cái tâm sân mà không làm gì? Nó có tác dụng gì? Ít nhất là phải làm gì đó, nó mới thay đổi chứ. Theo đúng thường tình thì ta phải làm gì đó thì nó mới thay đổi. Nhưng Phật dạy là không làm gì hết mà nó lại thay đổi. Điều này là rất trái ngược với bình thường. Thì nếu một người khi cái tâm sân mà nó nổi lên á, là nó theo bốn cái bước cơ bản sau đây. Ví dụ mình không thích một người nào đó, cái hình ảnh của người đó nổi lên trong tâm mình, một cái hình ảnh mà làm cho mình không thích thú nổi lên. Nó chưa có sân, có buồn, có giận gì nha. Chỉ đơn thuần là một người nào đó mình không thích, và cái hình ảnh của người đó tự động đó trở về trong tâm của mình, và mình nhớ cái hình ảnh đó. Và nếu như không có chánh niệm để phát hiện ra cái sự xuất hiện, cái sự duy trì và cái sự biến mất vô thường trong hình ảnh đầu tiên đó, tức là niệm đầu nó khởi, trong thiền tông gọi là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm nó khởi thì không sao, sợ ở chỗ là mình không nhận ra nó khởi niệm. Cho nên cái niệm đầu nó khởi mà mình không thấy á, thì cái niệm đó nó sẽ trở thành cái bước thứ hai. Dù mình thấy mà nó là bước thứ hai cũng không sao. Nhưng cái không thấy của mình mà trở thành bước thứ hai á, nó dẫn đi theo cái tiến trình tạo tác nghiệp, nghiệp quả xấu. Cái bước thứ hai là nó đi tìm những cái sự khẳng định, confirmation. Nó nghĩ tới cái hình ảnh của người đó, rồi bắt đầu nó nghĩ tới cái hành động của người đó, cái thái độ của người đó, cái ngôn ngữ, ánh mắt, cái cách giải thích toàn bộ những cái gì đó của cái người mà nó không thích ấy. Bắt đầu xỏ sâu thành một câu chuyện rằng người đó
như vậy là không đúng, không tốt, không hay với chính nó. Nói là ai? Là cái tôi của mình á. Cái suy nghĩ trong đầu mình, hễ có một cái ý niệm xấu về ai, hễ có một cái ý niệm mà cái gì đó mà mình không thích nó nổi lên, cái bước kế tiếp nếu không có chánh niệm là nắm bắt đầu tìm rất nhiều những tên lính, như là những sự kiện, hành động, lời nói của cái người đó để phục vụ cho cái ông vua. Suy nghĩ đầu tiên, hình ảnh đầu tiên, có một bầy lính tự vệ. Và đó là cái cách mà cái tâm gọi là commit action của mình, sankhara của mình, cái gọi là hành, sắc thọ tưởng hành thức, cái hành, cái mental activities, cái commit input, cái dấu ấn nghiệp nó còn lại, cái lực nghiệp nó đẩy mình đi. Nếu mà không chánh niệm thì một ông vua sẽ kéo theo một bầy lính, mà bầy lính đó chắc chắn sẽ làm việc cho ông vua. Cái niệm đầu sẽ kéo theo một mớ những cái niệm, những cái đám lính niệm phía sau. Và cái đám lính này là đầy tớ cho cái niệm đầu tiên. Và mình nghĩ thử, nếu như không có đủ chánh niệm để nhận ra cái niệm đầu tiên, mình nghĩ lính nó kéo đông dày đặc tới, mà mình bằng cách nào có thể chiến thắng nó đây? Rất khó. Người đầu tiên mình không thắng được, nó kéo một mớ tới thì sao mình thắng? Cho nên cẩn thận là ở niệm đầu. Nếu không cẩn thận thì trong kinh Địa Tạng gọi là khởi tâm động niệm vô phi thị tội. Tức là hãy khởi cái niệm mà mình không biết là nó có tội. Tội tức là tội không biết. Mình làm cái gì mình không biết thì cái chỗ đó nó tạo ra đau khổ thôi. Đau khổ không cần người khác, chính mình. Tội đây là làm cho mình khổ là tội. Mình mà mình làm cho mình khổ thì tội. Huống hồ gì mình làm cho người khác khổ mà không tội. Những cái đám lính này nè, là nó đi làm cái gì? Nó được huấn luyện để làm cái gì? Lính được vua huấn luyện thì để đi bảo vệ cho vua. Bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái đúng của vua. Là người này nó không thích thì những gì mà của người này xấu nó xỏ sâu lại thành sự kiện hết. Cái tốt của một người đó là con người thì không bao giờ mà không có lương tâm. Vì cái lương tâm là cái tốt rồi. Là một con người thì lúc nào họ cũng nhận ra đúng và sai, từ kẻ mê, kẻ say, kẻ ngủ, kẻ mắc tâm thần, kẻ bị tâm thần thôi. Còn lương tâm của một người bình thường đó là cái tốt đấy. Nhưng mà mình không có nhìn cái lương tâm, cái bản chất chân thật, cái con người của họ, họ đâu phải là họ tốt hết trên thế gian này. Họ cũng đâu có phải xấu hết với tất cả mọi người. Nhưng mà hãy họ xấu với mình là họ xấu hết. Và mình nhận định tất cả những gì họ làm theo một cái sâu chuỗi của cái niệm đầu tiên. Nó biểu những tên lính này là đi thu lượm tất cả những cái sự kiện nào mà lượm được, từ cái chuyện nói, suy nghĩ, hành động, tư tưởng, ánh mắt của người này, mà nó mang chất tiêu cực xấu xa, lượm hết về, xỏ sâu thành câu chuyện, lý luận thành một cái bài văn, một luận văn, một luận án, một cuốn sách luôn, và giữ ở trong đầu á. Rồi một lúc nào đó sẽ cần thiết để nói ra, để chứng minh. Chứng minh cái gì? Chứng minh mình đúng. Tức là nó đi tìm một cái sự khẳng định cho cái niệm đầu tiên bằng những cái tên lính hai á, là những tên lính là đi tìm sự khẳng định như vậy á. À đây nè, đó, cái anh đó nói vậy đó, đâu phải là nói với mình tôi đâu, cái chị đó đó, cái cô đó đó, cái bà đó, cái ông đó đó, đâu phải là đối xử với mình tôi đâu, ai cũng vậy hết trơn á. Đi tìm sự khẳng định, đi tìm liên minh, đi tìm đồng minh. Khẳng định gì? Nói tôi vậy, nói người kia vậy. Đâu phải làm một lần với tôi vậy đâu, lần nào cũng làm vậy hết trơn, lần nào cũng nói vậy hết. Đó vậy đó. Và khi mà mình giữ cái hình ảnh xấu, mình giữ cái hình ảnh tiêu cực ở trong lòng của mình về họ, thì những gì họ làm tiêu cực là cái hình ảnh này nó có một cái vibration, một cái năng lượng tâm tương ứng, mà nó câu hữu những cái hình ảnh, những cái hành động, những cái lời nói hàng ngày của họ. Tốt 10 mình không thấy, mà có nếu có một cái xấu thì mình thấy. Tự động hai cái năng lượng nó hút vô nhau. Hữu xạ tự nhiên hương là cái chỗ, cái hương của cái năng lượng tương ứng, gọi là hữu cầu tất ứng. Là mình không cầu mà nó ở trong đầu mình, thì cái gì trong đầu mình nó sẽ tìm cái gì đó tương ứng ở bên ngoài kia để nó cầu hữu lại. Hay lắm. Hãy trong tâm mình mà có cái gì đó
là bên ngoài kia nó sẽ có một cái thứ để mình thấy chính cái tâm mình nó biểu hiện ra. Nếu mình không ý thức điều đó, lập tức mình nghĩ rằng do, chứ mình không quay lại phản quan tự kỷ là do. Này là các thứ mà Phật dạy rất là sâu sắc. Mình chưa bao giờ thấy một cái gì bên ngoài kia cả mà không phải là những thứ đó nó phản ảnh ở trong tâm mình. Cái bút này mình không thể thấy cái bút ở bên ngoài kia được. Cái bút này nó có ánh sáng chiếu lên, ánh sáng này nó chiếu vô cái võng mạc mắt, và con ngư mắt nó gửi thông tin lên não, và não này thấy con hình ảnh này, hình ảnh cái bút ở trong đầu, chứ không phải nó thấy cái bút bên ngoài đấy. Mình chưa bao giờ thấy một cái gì mà không phải mình thấy hình ảnh của nó trong tâm mình. Mình chưa bao giờ nghe một âm thanh gì mà không phải mình nghe cái âm thanh nó vọng lại ở trong cái tổ tay trong của mình. Và mình chưa bao giờ thấy cái thế giới bên ngoài kia độc lập mà không phải cái thế giới nhị nguyên và chủ quan trong lòng mình. Cho nên mình chưa bao giờ buồn và vui mà không phải ở bên trong của mình hết. Vậy cho nên cái việc của mình là chánh niệm. Mà nếu mình không chánh niệm thì cái người vua này sẽ gửi một bầy lính. Những bầy lính đó sẽ đi tìm những cái sự kiện để khẳng định là cái ông vua này là đúng. Đó là bước thứ hai, đi tìm sự khẳng định. Và khi nó tìm sự khẳng định của 1, 2, 3, 4 dữ liệu về cách sống, về thái độ, về hành động đối đãi của con người kia, nó thấy tương ứng, nó xỏ sâu thành câu chuyện, nó viết thành một cuốn truyện rồi, cái nó đi đến cái bước thứ ba, kết luận, conclusion. Kết luận gì? Nó đúng, người kia sai. Nó tốt, người kia xấu. Nó hay, người kia dở. Nó là nạn nhân, người kia là kẻ độc ác hãm hại nó. Thì ở trong cái bước thứ hai này nè, là cái bước mà nó rất là quan trọng. Là bởi vì cả cuộc đời của mình á, nó tuân theo quy luật nhân quả và cộng hưởng năng lượng. Phật dạy mình là ai là do bởi vì những gì mình suy nghĩ. Những gì mình nghĩ nó sẽ làm nên ai là mình. Vì sao vậy? Vì mình sẽ đi tìm cái gì mà nó tương ứng trong lòng mình có mà thôi. Và mình chỉ thấy những gì mình có ở bên ngoài, nếu mình không thấy thứ đó ở bên trong trước. Nếu cái thứ đó mà mình có thể thấy bên trong trước bằng chánh niệm thì mình có thể thấy được rất nhiều thứ sự thật ở bên ngoài như nó là. Còn nếu mình không thấy cái thứ đó ở trong tâm mình thì mình chỉ thấy đúng một cái thứ đó, một cái thứ thôi. Đó là cái thứ ở trong tâm mình đã biểu hiện ra bên ngoài kia. Thì nếu mà mình ở với cái người mà mình nghĩ rằng họ xấu, là trong lòng mình chắc chắn có cái thứ mà chánh niệm mình chưa đủ vững để thấy. Tức là sao? Cái chánh niệm mà mình đủ vững là mình biết rằng thực ra thì mình không có thấy cái gì bên ngoài kia tồn tại độc lập mà không phải cái tâm mình biểu hiện ra hết trơn. Cho nên là trong cái mối quan hệ ở với nhau, dù bất kỳ hạng người nào mà cái tâm mình nó khổ biết là do. Và mình nghĩ là mình ở với những con người mà quá tệ hại ở bên ngoài nhiều quá là do. Trong lòng mình có rất là nhiều những cái khó khăn, đau khổ chưa được chuyển hóa, những năng lượng bất thiện, sợ hãi, mệt mỏi, căng thẳng, hối tiếc, lo sợ thường trực ở trong lòng. Và những cái năng lượng đó nó nha, nó đi tìm những cái gì đó tương ứng để nó khẳng định rằng nó đúng. Hễ nó sợ thì nó gửi một mớ những cái lính láp gửi đi để nó thu thập những cái thông tin mà cái sợ của nó khẳng định là cái sợ này là đúng. Hay nó nghĩ nó đẹp, hay nó nghĩ nó hay, hay nó nghĩ nó giỏi, hay nó nghĩ nó xấu, hay nó nghĩ nó tự ti, là nó đi kiếm những cái thông tin mà người ta nói về nó một cách tự ti, nó xâu chuỗi lại cho cái hình ảnh của nó đúng. Cái việc này là cả cuộc đời của mình làm luôn. Ví dụ như khi mà mình nói tôi là người Việt Nam thì cái lá cờ treo lủng lẳng ở giữa biên giới Trung Quốc và Việt Nam thôi,
có thể là ở bên Việt Nam, mình nhìn lá cờ mình khóc, ở bên kia người Trung Quốc tôi nhìn chỉ là miếng vải thôi. Và khi mình đồng hóa mình là một cái gì đó, là mình sẽ cả cuộc đời của mình làm mọi thứ để bảo vệ cái nhân cách mà mình đồng hóa đó. Ví dụ như đây là cây viết, nó có thể viết rất nhiều thứ, đúng không nào? Nhưng mà nếu cái tay của mình mà chưa vững, mình cầm xuống mình viết không đạt gì hết. Thì vấn đề là mình có một cái công cụ, là cái tâm, là suy nghĩ cực kỳ là đặc biệt, có khả năng nghĩ rất là nhiều thứ trong tương lai tưởng tượng, và nhớ rất là nhiều thứ trong quá khứ. Nó là một lưỡi dao chặt chém được tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái điều mình chưa huấn luyện cái tay mình cầm. Thành ra nếu cái lưỡi dao đó mà cầm những cái tay chưa vững chãi thì nó sẽ chặt, sẽ cứa cái tay mình trước. Cho nên cái khổ của cuộc đời này, con vật nó có cái thân, nó có khổ thân thôi, nhưng mà nó không biết nó khổ thân, và nó không biết rằng nó không có cái tâm, chứ không phải là nó không khổ tâm. Không có cái tâm để khổ còn đáng sợ hơn là khổ tâm nữa. Nhưng mà mình có cái tâm mình khổ thì chí ít mình biết khổ tâm, mình biết là mình có cái khổ ở trong tâm. Nhưng lần này mình không biết. Bây giờ cái tay của mình chưa được huấn luyện, tức là chưa có định, chưa có sự vững chãi, cho nên cái tuệ của mình nó chạy, cái suy tư của mình nó chạy lung tung, nó chưa thành, nó chưa sắp xếp thành hệ thống, hoặc nó chưa sắp xếp thành tuệ giác, nó chưa được chuyển hóa từ rác sang hoa. Những định tĩnh của cái tay mình chưa được huấn luyện. Cho nên vấn đề ở đây á, là mình phải huấn luyện cái tay trước khi mình cho cái tay này cầm bất kỳ cái dao gì. Nếu như mình không huấn luyện cái tay mình vững chãi đủ khả năng để cầm cái dao, thì vũ trụ này sẽ vận hành theo cái nguyên lý của nhân quả, biểu mình chặt cái cánh tay đi để mình đầu thai xuống thành cái loài mà mình sẽ mất đi cái con dao si tư tuyệt vời trong tâm của con người đó, để mình đầu thai những cái loài địa ngục ngạ quỷ xuất lên. Những cái loài nào mà nó không còn cái khả năng tư duy là sở hữu con dao tuyệt vời đó nữa, thì bản thân anh không huấn luyện cái tay của mình đi cầm có cái con dao tuyệt vời như công cụ đó để anh sống, mà anh cứ hằng ngày lấy con dao đó cứu mình biết, anh hại mình biết, vũ trụ này sẽ thương mình lắm, sẽ giúp anh không cho anh sở hữu con dao nữa, bằng cách không cho anh đầu thai làm con người nữa, và khiến anh phải trở thành làm thấp hơn con người, hoặc là người mà không ra người. Cái bước thứ ba mình phải chú ý, nếu không có cái sự chú tâm quan sát ở trong cái bước thứ ba đó, là đưa đến cái kết luận về hình ảnh của một người nào đó ở trong tâm mình, thì nó cực kỳ nguy hiểm trong cuộc đời sống của một kiếp người. Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm sao? Khi mà mình có một cái hình ảnh mà mình có một cái kết luận về cái hình ảnh đó, thì thôi rồi, suốt cuộc đời của mình không gặp được một người nào khác ngoài cái hình ảnh đó cho mai hết. Mình đâu có gặp ai ngoài chính cái kết luận hình ảnh trong tâm mình. Mình ở với người mình thương, là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là chị, là em, là bà con quyến thuộc, hoặc là thầy tổ, bạn bè, huynh đệ. Nếu trong lòng mình mà không khéo á, mình cứ nhìn, mình cứ gửi lính đi và lính thu hồi về những cái sự kiện về cái người đó, và cuối cùng mình không có chánh niệm, cho nên những cái sự kiện đó nó quy hồi về, nó quy nạp về chỉ một ý niệm thôi, là người đó muốn hại mình, và mình biến thành nạn nhân, và lập tức kẻ đó là kẻ xấu, và cái tâm mình nó cho một kết luận rằng mình đang là người mình đang là người bị hại. Nó có một cái kết luận rằng người đó xấu xa, hại hại mình. Lấy mắt nó nhìn, nó nhìn người đó, ô, có cái tai thế này, nó mắt thế kia, cái mũi thế nọ, cái miệng thế này, cái dáng đi thế kia, toàn những gì nó thấy là để giải thích thêm cho kết luận của nó mà thôi. Và nó không còn sống với người đó đang ở hiện tại này nữa, mà nó sống với quá khứ, với sự lý giải về cái thái độ sống ở đâu đâu không biết, chứ không phải là với người đó. Bản thân người đó sẽ không sống nổi với mình nếu mình đã kết luận một cái kết luận chắc cứ
cứng sắt đá ở trong lòng mình về họ, bản thân người đó không sống nổi với mình, trước sau gì họ cũng sẽ ra đi. Dĩ nhiên vô thường thì ai cũng phải đi, nhưng mà để đi ngang qua rồi mà phải đau khổ rời xa thì kiếp sau bằng đau khổ sẽ gặp lại. Mình đừng có đóng đinh bất kỳ một cái hình ảnh nào như là một kết luận về tính cách của một con người ở trong tâm mình. Con người thì họ nhiều hơn một tính cách. Vì con người á là đại dương, còn tính cách chỉ là con sóng. Con người là bầu trời, tính cách chỉ là những đám mây. Tính cách nó phụ thuộc vào hoàn cảnh sống, trong đó có chính mình đối xử với họ, tính cách của họ sẽ thay đổi. Còn con người của họ thay đổi đâu. Nếu mình thay đổi mình thay đổi thái độ của mình đối với họ, tính cách của họ sẽ thay đổi. Thái độ thì nó thay đổi nhiều, nó hình thành cái tính cách. Mình nghĩ là tính cách nó là trời sanh con sanh tính. Tính là khó có thể thay đổi, nhưng mọi thứ đều vô thường. Một lần mình đối tốt với họ, họ không thay đổi chứ, chục lần thế kia. Cho nên bản tính cũng có thể thay đổi được, huống hồ như thái độ. Chỉ có điều cái kết luận hình ảnh ở trong đầu mình về họ quá cứng, nó quá dày. Hàng ngày sống với nhau mà không có chánh niệm tỉnh giác thì chỉ cuối cùng sống như một xác chết của cái người đó. Họ chưa chết mà mình đã chôn họ ở trong đầu mình rồi. Họ không cho mình cơ hội, mình không cho họ cơ hội để thay đổi, mình không cho họ cơ hội để chuyển hóa. Và khi mình nói họ là xấu như thế này, dở như thế kia, thì họ sẽ bắt đầu chứng minh cho mình thấy đấy. Cho nên tình thương và sự chấp nhận vô điều kiện, bằng tình thương đó nó mới đưa đến sự chuyển hóa. Bây giờ ai cũng biết bản thân mình có lương tâm, cho nên nhận ra hết cái nào sai cái nào đúng, không cần phải đi lý luận để mà ban thưởng hay trừng phạt kẻ tốt người xấu. Bằng sự vô điều kiện của tình thương dung chứa được một người mà không cần họ phải trở nên một người nào mà mình muốn, thì lúc đó phép màu sẽ diễn ra. Thì buộc mình phải bỏ kết luận ở trong tâm của mình về người đó. Mình không có được chôn họ ở trong cái nghĩa địa bộ não nghiệp lực, nghiệp chướng của mình. Đó là đối với người bên cạnh mình sống cùng á, chắc chắn thì mình phải sống cùng ông bà cha mẹ vợ chồng con cái, thì cũng là một ai đó luôn luôn có một người bên cạnh mình sống. Thì dù cái người đó là xấu hay tốt đều nguy hiểm như nhau hết, đều phũ phàng như nhau hết, nếu mình không có chánh niệm. Bởi vì nữa, những người tốt mà mình không có chánh niệm, mình nhận ra và mình kết luận đó là hình ảnh tuyệt vời của người đó, mình tin tưởng hoàn toàn, cuối cùng sau này họ thay đổi mình tan vỡ. Chứ gì nữa, bao nhiêu cuộc tình trên đời này, vì sao họ đau tim quá dữ, gọi là vỡ tim, broken heart, thất tình. Mình em vỡ tim dữ vậy, bởi vì họ đã xây dựng hình ảnh với nhau trong lúc quen biết 5-3 năm. Họ chắc thật là người đó quá tuyệt vời, họ mới cưới. Quá tuyệt nó mới nguy hiểm. Mình có thể bỏ cái thứ mình không thích, nhưng cái thứ một khi mình thích rồi á, mình bỏ. Mình bỏ xong mình lấy thế, mình chạy ra rồi mình chạy vô thì có. Và đối với cái người không tốt thì sẽ làm mình khổ. Họ khổ thì họ sẽ đi sớm muộn thôi. Họ đâu có ở với mình chi. Nhưng mà mình khổ. Rồi cái ở với một người mà cái đám lính nó đi xây dựng hình ảnh, nó đi quy nạp lại cái nhận định đầu tiên của ông vua, thành cái bước thứ ba. Hay mình ở với một người mình nhận định, mình kết luận cả con người thành thái độ, cả thái độ thành cái tính cách. Mình cứ ở hết người này với người kia, mình cứ kết luận họ thành một cái hình ảnh ở trong đầu mình thôi, thì cuối cùng trong lòng mình khổ. Và ở hết với người này đến với người kia, bao nhiêu người bỏ đi và cuối cùng mình khổ. Trong lòng mình rất là cô đơn, nó không biết lý do vì sao.
mà nó khổ. Và ai tới với cuộc đời nó rồi cũng bỏ đi, nó cũng làm người khác khổ, rồi cuối cùng nó khổ, nó hận, nó không chấp nhận sự sống, nó muốn trả thù tất cả, hoặc chí ít thì nó chán sống và nó muốn chấm dứt sự sống của nó. Đó là lý do vì sao mình trầm cảm. Cho nên cái bước thứ ba này nè, là nếu mà mình đã có một hình ảnh nào đó về một con người nào đó, mình đã kết luận con người của họ thành cái thái độ, cái thái độ thành cái tính cách ở trong tâm của mình chết cứng, cái đinh đóng, thì mình bỏ gấp. Nếu mình không bỏ được gấp thì mình biết đây là cái vô minh của mình đóng đinh một con người thành một hình ảnh, một sự linh động của sự sống thành một xác chết là kết luận. Chí ít thì mình cũng có chánh niệm mà nhận ra nó. Thì khi mình cứ chiếu ánh sáng vào nó hoài á, thì tự động nó tan rã thôi. Vì cái gì mà không có ánh sáng á, thì nó sẽ nuôi lớn lên hoài bằng cái thức ăn của cái tôi vô minh giả dục. Mà cái chiếu ánh sáng vô rồi á, thì bắt đầu từ từ nó sẽ tan rã ra. Mọi thói quen, sự ràng buộc, mọi kết luận và suy diễn. Thì cái bước thứ ba là chưa có, thì tức là mình đang có bước thứ hai, đang ở cùng với nhau. Chưa cưới thì về, rất muốn về với nhau, nên bây giờ chưa kết luận, đang mới cái quá trình đi khẳng định những cái tốt với nhau, mới cái đang đâm hỏi thôi á, tức là đang khẳng định, khẳng định những thông tin tốt đẹp của nhau. Rồi khi đám cưới là kết luận rằng mình cưới đây không phải là nhất định phải là chuyện nam nữ yêu thương, mà là khi mình đến một cái kết luận tức là đã cưới. Nhưng mà bây giờ chưa ở với nhau á, cho nên cái kết luận mà từ xa nhìn ngắm là mình nhìn ngắm toàn là sao mai lấp lánh xung quanh họ không á. Và cái tâm của mình nó bắt giữ những cái sao mai, hình ảnh đẹp của họ lại, nó sẽ có sâu, cuối cùng nó có một hình ảnh đẹp như là sao mai xung quanh họ. Nhưng mà về ở thì bắt đầu cũng sao mà phải sao mai. Nó thấy toàn là sao sao. Nó thấy quá, nó sao sao quá, có cái gì đó. Mới về mới ở sao sao quá. Rồi cuối cùng nó thấy toàn là sao không. Nên nó thấy quá rõ ràng, nhưng mà nó không có chánh niệm trong cái thấy của nó. Thành ra những cái thấy sâu sâu này nó xỏ sâu lại thành một cái tiến trình ngược lại. Và cái hình ảnh trước đó rất đẹp bắt đầu được thiết lập ngược lại thành một hình ảnh rất là thất bại, rất là thất vọng. Nhưng bắt đầu sống nó ly dị. Hồi xưa tôi biết tôi không lấy ông, hồi xưa tôi biết tôi ở với bà. Cho nên kết luận tốt hay kết luận xấu, đừng có kết luận, thì cho họ cơ hội để thay đổi, cho mình không gian để sống và đón nhận họ như là món quà, và tặng cho họ không gian để họ thở. Đó là cái thứ mà sống với nhau như con người ta có thể tặng cho nhau, chứ không phải mấy cái thứ vật chất ở bên ngoài. Mình tặng cho một người một không gian mà họ sống nha, họ quý giá, họ tri ân mình vô cùng. Bởi vì mình không có đòi hỏi gì nữa hết, thì đó là một bầu trời với họ. Mình ở với một người mà họ không có đòi hỏi gì về mình hết, thì mình đang ở với một Đức Phật. Và mình muốn làm một Đức Phật đó cho người mình thương không? Hay là mình lên trên chùa mình muốn ông Phật đó ngồi đó cho mình? Mình tìm Phật mà mình không muốn làm Phật cho người tìm, thì làm sao mình thấy Phật được? Mình phải là Phật thì mình không cần tìm. Nhưng mình thiếu Phật thì không bao giờ Phật cho mình gặp. Để cho nên cái bước thứ ba, lỡ kết luận rồi thì phải có cái chánh niệm chiếu lên trên cái kết luận. Đó là những hình ảnh giả tạo của cái tôi vô minh mình lợm lặt qua những cái tên lính mà vua đã yêu cầu đi một cách mù đôi mắt, chứ không phải tỉnh giác mà lợm gì.
Cái cơ thể này là một bộ nhớ, nó giống như với thiên hà đại địa này vậy. Nó vô cùng bất tận, nó không có giới hạn. Hay cái gì mình lượm về là nó nhớ hết. Mình cứ lấy mắt của mình một cách mù mờ bằng cái tôi ái dục và vô minh, nó quan sát, nó lượm hết về và nó ghi nhận lại, nó sâu chuỗi. Mà không có cái chánh niệm trong đó thì những ghi nhận đó là mù mắt mà ghi nhận. Mù mắt mà ghi nhận thì kết luận sẽ sai lầm. Mà kết luận sai lầm thì hành động đưa đến thái độ sống, lời nói ngôn ngữ đều tạo ra đau khổ hết đó. Cho nên tâm sân là biết tâm sân, hành động là biết hành động, nói là biết nói, là chiếu cái ánh sáng chánh niệm vào trong cái quá trình mà mình lượm thông tin về. Chứ không phải là biểu mình đừng có lượm. Sự tiến hóa của tai mắt mũi lưỡi thân ý của con người mình nè, không phải do mình bỏ bất đi một căn nào mà mình phát triển tuệ giác lên đâu. Mình phải sử dụng tối đa nó, nhưng bằng chánh niệm tỉnh giác mình sử dụng. Chứ không phải thấy vô chùa là bịt, nó bịt hết đi, mình khỏi có cái gì để tu luôn. Nếu bịt hết luôn thì có một chỗ tuyệt vời để bịt hết luôn. Đã biết chỗ nào không? Nghĩ đi. Cái đó mình không cần sống nữa thì khỏi con bệnh. Rồi khi mà mình đã kết luận mà mình không có tỉnh thức chánh niệm ở trong cái sự kết luận của mình thì hằng ngày mình sống trong đau khổ. Mọi sự kết luận về một con người nào đó ở xung quanh bên cạnh mình đem đến cho mình không đau khổ trước thì đau khổ sau. Nếu kết luận đó là người tốt thì mình sẽ đau khổ về sau. Cái trên đời này không có ai mà tốt 100% mà xấu 100% hết. Nếu mình kết luận thì không tốt thì xấu. Còn nếu như mà đã nói kết luận mà không có tốt xấu thì không có đúng. Thì cái tôi đó sẽ là một chi phèo. Một chí phèo theo kiểu là bất mãn với cuộc đời, bất cần để đi hành hạ, đi trả thù. Hay là một chí phèo, ô cuộc đời này tuyệt vời quá, ta nắm giữ nó. Thì khổ trước mặt là chí phèo bất mãn, hay là để hy vọng rồi cuối cùng sau này cũng thất vọng, cũng là chí phèo giống nhau. Tại sao thất vọng dữ vậy? Bởi vì anh hy vọng. Anh thất vọng bây giờ là bởi vì anh hy vọng trước đó. Và anh thất vọng sau này là bây giờ anh hy vọng. Thì kết luận á, một là hy vọng bây giờ, nếu đó là kết luận tốt, à một người nào đó tốt. Và thất vọng á, là kết luận cái xấu của một người nào đó mà trước đó mình đã hy vọng. Thì lập tức cái bước thứ tư, rằng nó bắt đầu từ cái tôi á, với một kết luận xấu về một người nào đó, thì cái tôi nó nghĩ cái kết luận đó là đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai hoàn toàn. Cái người mà nó kết luận là xấu đó, là người đó đúng là người xấu. Mà khi cái tôi mà nó cho nó đúng á, thì nếu nó là chân lý thì trong lòng nó phải có tỉnh giác và thương yêu, có từ bi và trí tuệ, có tha thứ và bao dung, đúng không? Nhưng tại sao khi nó đúng chừng nào thì nó khổ chừng đó? Bởi vì cái tôi thì không bao giờ có tỉnh mà chỉ có mê. Cái tôi thì không bao giờ có sai mà chỉ có đúng. Mà cái đúng của cái tôi không bao giờ hạnh phúc mà chỉ có khổ đâu. Cho nên cái đúng chân lý của Đức Phật ấy, là cái đúng của từ bi và trí tuệ. Mà cái đúng của cái tôi á, là cái đúng của mê mờ và đau khổ. Cho nên mọi cuộc cãi lộn, hai người mà biết họ đúng á, họ mới cãi. Hai họ mà đều nghĩ họ sai, họ lý luận, họ giải thích, họ cãi nhau không? Không bao giờ. Như vậy cái tôi mà nó càng đúng thì cái khổ nó càng nhiều. Cho nên khi mình khổ, mình đừng có cố gắng tìm cách làm cho mình đúng. Nếu không thì trên đời này đang ngủ yên, hoa đang nở, chim đang kêu, bầu trời áng mây, luồng gió, sự sống đang cho mình hơi thở vào ra, cũng đã đang tuyệt vời, chỉ có một mình thôi làm cho mình khổ. Không có cái gì trên đời này 100% hài lòng theo ý mình muốn hết. Nhưng không có vấn đề gì nếu như ít nhất mình có thể để cho cái tâm của mình làm một thứ thôi theo ý mình muốn.
Nhưng giờ bây giờ giả dụ là toàn bộ đi thế gian này theo ý mình muốn hết, nhưng mà nếu cái tâm không theo ý mình muốn, mình vẫn là nạn nhân của chính mình như thế. Mình là kẻ thù của chính mình. Thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Cho nên khi mà cái tôi nó đã không chịu nổi cái khổ của nó rồi, thì nó sẽ dẫn đến cái bước thứ tư. Lạ lắm, mình không thích cái người đó rồi, cái bắt đầu mình đi chỗ khác. Mình gì mình suy nghĩ, à cái người đó làm toàn cái chuyện hại mình không à. Và những cái suy nghĩ này nó kết luận và mình đúng và họ sai. Xong rồi cả một buổi chiều nó ăn cơm không ngon, tối nó ngủ không yên, bữa sau nó thức dậy nó còn mớ người đó nữa. Nhưng cha mẹ bà con vợ chồng thương yêu bên con cái bên cạnh nó không chăm sóc, mà nó cứ ngồi nó nghĩ hoài người kia. Bởi vì cái quy luật của cái tâm mình á, nếu mình muốn không bao giờ quên một người nào đó, có một cách rất tuyệt vời, đó là ghét họ đến vô cùng. Khi không chịu nổi cái khổ của cái tôi nó không tự chịu nổi nó. Tức là nó rất thích nó đúng, nhưng mà khi nó đúng thì nó rất khổ, mà khi nó khổ thì nó là chịu không nổi. Mà là khi nó không chịu nổi chính nó rồi á, nó sẽ tìm đường để giải thoát nó. Tìm theo hai cách, đó là bước thứ tư. Cách thứ nhất là cách của thế gian này, vì không có chánh niệm tỉnh giác bỏ vô, cho nên nó khổ quá, nó chịu không nổi và nó muốn giải thoát cái khổ đó ra. Theo cách của đời là hai lối. Một là nếu nó đủ mạnh về chính bản thân nó, mặt đối mặt, nó sẽ đối diện với kẻ kia bằng cách thượng gắn chân, hạ gắn tay, hại cái thân của người đó, đánh chẳng hạn, hoặc là nói chẳng hạn, trừng phạt ngay lúc này, đuổi việc chẳng hạn. Nó có sức mạnh ngang hoặc hơn, nó muốn cho kẻ kia phải khổ hơn nó, để cho kẻ kia phải đáng đời, thì nó mới cảm thấy hả dạ, để nó hết khổ. Đó là cách trả thù mặt đối mặt. Còn nếu nó cảm thấy nó không đủ khả năng để mà mặt đối mặt, thì nó sẽ đi tìm liên minh. Nó sẽ kể câu chuyện nó ra cho người A, B, C, D, kiếm một khối liên minh. À biết tay tôi nha, tôi không làm được anh bây giờ phải không, tôi sẽ rút. Nhưng mà phía sau đó tôi sẽ làm những cái việc rất đê hèn. Tôi sẽ đi nói xấu anh sau lưng anh, và tôi sẽ defame anh, hạ giá trị nhân phẩm của con người anh. Và rồi anh sẽ biết tay, anh sẽ gặp toàn những con người và sẽ bỏ rơi anh. Tôi không làm được gì anh, nhưng tôi sẽ làm được rất nhiều người, những người xung quanh anh. Mà khi đi kể câu chuyện của người kia ra, thì chắc chắn nó mong những cái người mà lắng nghe nó, công nhận nó, nó đi tìm một lần nữa sự khẳng định và sự kết luận từ những người khác. Ô, cái thằng đó, cái bà, cái con đó, đúng rồi, vậy đó là không được, sống gì tệ hại quá, đúng là đúng là đúng. Khi mà mình lấy cái khổ của cái tôi trong lòng mình á, nó đã có một kết luận rồi mà đi kể với bất kỳ một ai, thì không bao giờ nó sai. Cho nên thật là không may mắn cho cái người nào mà ngồi nghe nó kể về cái người kia. Thật là không may mắn. Cho nên khi mà mình gặp một cái con người nào đó mà họ bắt đầu mang cái tâm sân và đau khổ đến kể câu chuyện, người A lấy câu chuyện người B tới kể câu chuyện người C, thì người C phải rất là tỉnh giác và chánh niệm. Nếu không thì mình sẽ có một cái kết luận mà mình vốn không có sống với người B. Người A lấy câu chuyện người B kể người C, người C không có sống với người B, mà vô tình lấy kết luận của cái người A bỏ vô trong đầu của mình về một con người nào đó mà mình không hề biết. Như vậy thì cái người A này đi tạo nghiệp nha. Cho nên đi kể chuyện sau lưng của người khác tạo nghiệp nặng lắm. Bởi vì mình đi đóng đinh trong đầu của người khác về những cái nhận định sai lầm của mình trong cuộc đời. Mình đi lấy những con virus trong đầu mình mà đi tiêm nhiễm vào trong đầu người khác. Tội này nặng lắm.
Và dĩ nhiên nhân quả sẽ quay lại với mình, rằng mình không bao giờ sống yên ổn. Mình sinh ra kiếp ở đó, lúc nào mình cũng bị làm phiền hết. Không biết vì sao mà chuyện gì nó đâu đâu mình cũng biết hết, nó phiền dữ. Do mình đã từng tạo nghiệp đi rao giảng cái xấu của người khác. Thì trong cái bước thứ tư này nè, là mình đi tìm cái sự đồng minh đó. Nó không những là không giải quyết được vấn đề, mà nó còn tạo nghiệp nặng hơn cái khổ mình nhiều hơn. Nó không giải quyết được cái khổ mà còn tạo cái khổ. Mình đã bỏ ra rất nhiều thời gian, năng lượng, công sức để mà mình đi làm, mình đi có, mình đi sở hữu rất nhiều thứ. Thì những cái thứ đó nếu nó không giúp mình bớt khổ thì chí ít nó đừng có hại mình. Nên mình bỏ rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc của cải ra, mình đi giải thích, mình đi chứng minh, mình đi làm đủ thứ hết, nhưng mà những cái thứ mình có quay lại nó làm khổ mình thêm. Vậy thì những cái thứ mình bỏ ra có giá trị gì? Đó là cái cách cuộc đời họ làm. Kết luận xấu về ai đó, ai đó là nguyên nhân đau khổ này, thì người này sẽ đi trả thù. Một là trực tiếp, hai là gián tiếp, mặt đối mặt, hoặc là hạ giá trị danh dự với người đó, hoặc là nhảy xung quanh người đó. Đó, cách đó không làm cho mình hết khổ. Khổ càng ngày càng nhiều trong người, tạo oan gia trái chủ, chứ không phải một người mà còn ngày càng nhiều người thêm. Đó gọi là tối đi vào tối. Cách thứ hai là cách tu hành. Nhưng tu hành thì cũng có cách đúng, cách sai. Thì cách tu hành mà thông thường, một là mình là người tu, mình là biết tu mà, tại sao mình là sân, tại sao có cơn sân ở trong người mình, tại sao mình có cái hình ảnh xấu về người khác, mình thật là xấu xa quá đi, sao mình tu hành gì kỳ cục. Hoặc mình không nói như vậy, thì mình chỉ ít mình thấy đây là cái xấu. Và việc của mình là đè nắng, suppress. Hoặc là tại sao mà mình ở với người này mình sân hoài. Hoặc là ở trong cái tâm mình nó có một cái ý niệm không tốt đẹp, mình chạy trốn, run away. Hai cách này là hai cách tôn giáo, hai cách mà mình bắt đầu biết tu. Nhưng mà mình không có dùng của cái cách của Phật dạy. Đó là chánh niệm mình rọi lên theo kiểu là quán tâm liên tâm. Tức là biết cái tâm mình sân. Tâm sân thì biết tâm sân, tâm không sân thì biết tâm không sân. Không ứng dụng cách này thì mình sẽ ứng dụng cái cách là một đè nén nó, tiêu diệt, loại trừ, chống đối, vứt bỏ nó. Hai là chạy trốn nó. Thì cách tu tập mà cách thứ nhất này á không phải không hữu hiệu, nhưng thực tế thì không đưa đi đâu, không đưa đi tới đâu. Và cái bản chất của cái tâm của mình nó không có vận hành theo cái lối đó. Lối đó là lối nào? Tâm của mình nó không bao giờ có chia và trừ, mà chỉ có cộng và nhân. Càng đè, càng chạy trốn, nó càng cộng, càng nhân lên thêm. Mình nói mình ghét một người nào đó nhất trên đời, thì suốt cuộc đời của mình không bao giờ mình quên người đó. Thật là không may. Bây khi mình ghét là mình cố quên, mà cố quên là sẽ nhớ. Nói như vậy, đừng có cố nhớ mà nghĩ là sẽ quên nha. Không có cái chuyện cố nhớ. Nhớ là một cái năng lượng tự nhiên ở trong tâm mình, nó thích là nó ghi nhận, chứ không có ai mà cố nhớ được đâu. Khi học tiếng Anh cũng vậy, mình cố nhớ không được, mình thích cho nên nhớ. Mình đâu có cố nhớ người mình thương đâu, tự động cái nó nhớ là bởi vì nó có vị ngọt ở trong đó là nó nhớ. Thì ở đây á, cái bước mà Phật dạy, nếu mình muốn chấm dứt cơn sân ở trong mình ngay cái lúc đó, không phải là không có cách, nhưng mà xưa nay mình chưa làm cái cách đó, cho nên bây giờ mình làm mình cảm thấy nó khó khăn. Nhưng mà chỉ có một cách thôi, ngoài cái cách của thế gian, đi trả thù trả đũa lại, thấy người ta khổ để mình bớt khổ. Hai, cái cách đè nén, tiêu diệt và chạy trốn, bỏ qua ba cách đó đi, hai cách đó đi. Chỉ còn một cách là khi tâm sân thì thấy tâm sân, khi tâm không sân thì thấy tâm không sân. Vitaragam vachittam, vitaragam chittam
Vipachanati, tâm sân thì biết tâm đang có sân. Bởi vì bản chất của cái tâm là nó chỉ có nhân và cộng lên, nó không có chia và trừ, nó không có hạ nhẹ biến mất lần lần. Mà hãy làm gì tới nó là nó bùng lên, nó giống như là đứa con nít vậy đó, nó sẽ nhảy vòng nhảy đứng lên. Cho nên chỉ cần quan sát nó. Khi tâm mình có sân thì mình quan sát. Nhưng mà để quan sát được cái tâm sân của mình đó, là trước đó hàng ngày tâm không có sân thì mình phải quan sát. Tức là Sodasamvacittam Sodasamcittam Tipachanati, tâm không sân là phải thường biết tâm không sân. Thì nó có vẻ hơi khó hiểu mà. Nó phải làm gì đó thì cái tâm sân là nó mới hết. Từ này không làm gì mà sao nó hết được. Thực tế thì chánh niệm không phải do mình làm mà nó được. Chánh niệm là không phải cái thứ mà do mình tạo mà nó ra. Làm sao mình biết mình đang sống này? Bây giờ mình ngồi đây làm sao mình biết mà mình đang sống? Có phải do mình chánh niệm mà mình biết không? Chứ nếu mà mình làm gì đó, mình suy nghĩ gì đó thì mình biết không? Không. Nhưng mà bỏ tất cả những cái làm, cái tạo tác thì chánh niệm nó rõ ràng hơn. Cho nên giới luật của tỳ kheo 227 giới hoặc là 250 giới để làm chi? Đừng những thứ nào đó để chi tâm không có tạo tác, thân không có tạo tác, ngôn ngữ không có tạo tác. Bỏ rất nhiều những cái thứ mà làm cho mình mất chánh niệm đi thì tự động chánh niệm sẽ biểu hiện ra rõ ràng hơn. À. Mình làm nhiều quá và mình làm nhanh quá thì mình chánh niệm dễ, hay là mình bớt làm và mình tĩnh lặng lại mình chánh niệm dễ. Nhưng mà chánh niệm không phải do mình làm nhiều và do mình bớt làm nhiều thì mình mới chánh niệm nhiều. Bớt làm, bớt nói, bớt suy nghĩ. Cho nên hãy vô tu thiền là trước im lặng, bớt tạo tác, chạy nhảy vui đùa, hành động quá nhiều, và rồi thì mới bớt suy tư được. Đó. Vì hoạt động quá nhiều thì là chánh niệm bớt lại. Nhất là hoạt động của cái gì? Cái tôi. Vì sao? Vì để mà cái tôi nó duy trì cái tính cách, cái con người, cái quá khứ của nó thì nó phải làm rất là nhiều thứ để nó bảo vệ nó. Thứ hai nữa, nếu nó chưa có cái nhân cách của nó hay có tính cách rõ ràng của nó thì nó sẽ làm rất là nhiều người để nó cố gắng nó trở thành bất cứ ai đó. Tất cả những cái hoạt động của mình là theo hai hướng đó của cái tôi. Mà cái tôi thì mê. Mà mê thì không thể chánh niệm được. Cho nên trên con đường tu Phật giải thoát là phải bỏ cái thân kiến, tức là phải phá được cái tôi ở trên cái sắc thọ tưởng hành thức này ngu quẩn. Mà hãy phá được thì phải có cái niệm, cái chánh niệm rõ ràng rõ biết. Mà muốn chánh niệm thì hoạt động hàng ngày của mình phải giảm tối thiểu. Nếu không thì mình phải bỏ chánh niệm nhiều nhất có thể vào tất cả những gì mình hoạt động. Đức Phật đâu có biểu mình con làm cái này, làm cái này, làm cái này, làm cái này. Đức Phật họ nói là con hãy làm tất cả những gì nó không có trái với luật nhân quả thôi, nhưng mà hãy bỏ cái chánh niệm lên trước những gì con làm. Đó là quán thân điện thân. Bây giờ mình tu hành này mình còn khổ đau không? Chưa giác ngộ là còn khổ đau thôi. Mình đâu có thể dừng cái khổ đau lại được. Mình đâu có thể dừng cái suy nghĩ lại được. Nó chạy miết trong tâm. Nhưng mà chí ít thì mình có thể rọi cái ánh sáng vào. Mình rọi cái ánh sáng vào cái suy tư. Cái đó gọi là quán tâm trên tâm. Thì khi mình thấy, khi cái ánh sáng nó rọi vào ở trong cái tâm, khi cái tâm nó được bật đèn lên rồi thì tất cả những gì ở trong cái căn phòng của cái tâm đó nó đều thấy rõ ràng hết. Mà khi cái tâm của mình, khi nào mà nó làm cái điều nó khiến cho mình khổ, khi nó không được mình hướng dẫn, cái tâm là của mình, nó không bao giờ muốn làm mình khổ. Bởi vì nó không có ai chỉ dẫn cho nó làm, mà nó không biết làm sao hết, cho nên nó làm cái điều sai trái và mình làm cái điều sai trái. Bởi vì không có chánh niệm tỉnh giác và mình mong rằng cuộc đời có cái điều đúng diễn ra với mình. Không bao giờ. Cuộc đời nó không bao giờ vận hành theo kiểu đó. Tới chừng là mình làm cái việc đúng thì việc đúng mới đến với mình. Còn mình không làm việc đúng, đừng hòng việc đúng đến với mình. Mà cái việc đúng thì phải do sự lựa chọn tỉnh giác. Mà tỉnh giác thì mình biết cái nào đúng cái nào sai. Mà nếu mình biết cái nào đúng cái nào sai, mình đi chọn làm cái sai để mình hại mình khổ không? Không. Không có một ai trên đời này mà là người xấu hết. Bởi vì họ không biết cách làm sao để cho họ hạnh phúc.
họ mày mò, họ tìm tòi, giống như đứa trẻ đâu có biết cách làm sao nó chơi game rồi nó biết cách nó thoát ra game đâu, mà cha mẹ cứ la nó là tại sao dính vô game, bởi vì không có dạy nó cách thoát game. Y chang vậy. Mình không được quyền chửi mình, hay là mình la một ai, mắng một ai rằng tại sao họ khổ và họ khổ quá lâu. Bởi vì họ không biết cách làm sao để họ thoát ra cả, và họ cố gắng làm rất nhiều thứ với sự mê mờ, và những thứ đó làm họ khổ. Thì bây giờ buộc mình phải, đối với một cơn sân, mình rọi cái chánh niệm tỉnh giác lên cơn sân, bật ngọn đèn chánh niệm trên cái căn phòng tâm của mình, trong đó mình mới thấy à, trong tâm có một cơn sân, là có một hình ảnh sân. Trước là hình ảnh nó xuất hiện, trong hình ảnh đó nó đi thu thập lại rất là nhiều những cái sự kiện rồi nó mới tạo ra cảm thọ. Hình ảnh thì rất nhanh nhưng mà cảm thọ thì khá lâu. Thay đổi hình ảnh thì chớp nhoáng, nhưng mà thay đổi cái cảm thọ, cái nhận, cái cảm nhận của mình về một con người thích hay không thích thì khá là lâu đấy. Cho nên nếu mà mình không cảm, mình không thấy được cái hình ảnh nó đến, thì chỉ ít cái hình ảnh nó tạo ra cái cảm nhận của người đó rồi, thì mình phải cẩn thận nha. Nếu mình thích người đó rồi nguy hiểm lắm á. Nếu mình ghét người đó rồi nguy hiểm hơn nữa. Nhưng mà mình thích nó nguy hiểm hơn là mình ghét. Bởi vì mình ghét thì cuối cùng mình cũng xách gói mình chạy à, không sao hết. Nhưng mình thích rồi nó kéo mình trong luân hồi miết. Cho nên cái thứ nặng nề nhất trong sinh tử luân hồi này là tình cảm, là ái nhiễm, là ái dục. Cho nên ái bất nhiễm, bất sanh ta bà. Nói như vậy không phải là mình đi ghét hết cuộc đời này mà mình có thể giải thoát được nha. Mình yểm ly chứ không phải mình ghét. Ghét là một cái loại tâm khác của tham. Không được mới ghét. Cho nên hãy còn cái tâm ghét là biết là còn cái tâm tham. Mà còn cái tâm tham là còn ái nhiễm. Mà ái nhiễm là không thể rời ra khỏi ta bà. Thì á, ở cái điểm thứ tư này, ở trong nhà Phật Đức Thế Tôn như vậy, trên tâm sân, mình trong cái tâm mà nó đang có cái sân, thì mình biết ở trong cái tâm đó nó có một cái đam mây sân. Điều này nó nghĩa là gì? Nó nghĩa là trước là mình phải thức thì mình mới thấy được những gì xung quanh. Trước là trong phòng phải bật điện. Bước thứ hai là mình phải thức, mà phải thức đủ tỉnh. Phải thức rồi phải tỉnh nữa, mới nó tỉnh thức. Phải thức rồi phải tỉnh để mà thức chứ. Cũng rất là nhiều người thức nhưng mà không tỉnh. Mắt họ mở nhưng không thấy. Như người họ nhìn này. Họ thức đó chứ mà đâu có tỉnh đâu. Họ đi sát mà cũng không biết, vô ăn trộm lấy mà cũng không biết luôn. Hoặc là mình thức mà mình thức vô một cái gì đó, mình chú tâm hoàn toàn vô trong đó. Vậy có người đi xung quanh cũng không biết. Cho nên cái thức này là cái tỉnh thức mà mình rõ biết rõ ràng á. Rồi cái bước nữa là mình phải tách mình ra khỏi đối tượng. Mình đừng có đồng hóa mình vô cơn sân. Và mình cho một không gian rõ ràng ra, mình ra khỏi cơn sân. Và bước tiếp là mình chấp nhận nó. Chứ mà mình ra khỏi cơn sân rồi mà mình còn cứ khó chịu à, mình phải làm gì đó với cơn sân là không đúng. Đó là phản ứng rồi. Ân vô sở trụ như sanh kỳ tâm, đối cảnh vô tâm mạc bán thiện. Tức là ở cái chỗ cái tâm sân nó đang nổi lên đó, mình đã tách ra nó rồi, mình không đồng hóa rồi, mình tạo ra một không gian rồi, thì mình có đang làm gì với nó không? Hay là mình chỉ đáng quan sát? Tức là quán tâm riêng tâm là cái bước cuối cùng này nè. Tức là chỉ quan sát thôi, chỉ đơn thuần quan sát. Đơn thuần quan sát là để làm chi vậy? Trên đời này có mấy cái khổ? Mấy khổ? Hai khổ thôi. Một, có cái thân này gọi là khổ thân. Hai, có cái tâm này gọi là khổ tâm. Khi mình tách mình ra khỏi cái thân tâm này thì cái thân, cái tâm nó khổ chứ mình không có khổ. Mà sao mình biết cái đất này là tròn hay là vuông? Trừ khi mà mình có thể bay lên nó, tạo ra một khoảng cách giữa mình với nó, thì mình mới thấy được cái đất này tròn. Và mình đi ra ngoài khỏi cái hệ mặt trời mình, thì mình mới thấy được cái đất này là thiên đường của cái hệ mặt trời này. Không có cái chỗ nào có sự sống ngoài đất này nhiều nhất hết rồi. Khi mình kẹt xe này mà mình ở trong cái đoạn đường đi kẹt xe, mình đi lên sân bay chuẩn bị mình bay qua một nước nào đó,
và còn 15 phút nữa thôi. Mình bị kẹt xe và tâm mình rất là lo lắng. Nhưng mà cách nào đó mình cũng đến kịp và cất cánh máy bay lên. Đi trên đường thì mình nhìn xuống mình thấy ô kẹt xe này, ô đẹp quá ha. Mình thấy rất là thú vị. Khi mà mình tách ra khỏi cái nỗi đau, nỗi khổ, thì nỗi đau, nỗi khổ nó đẹp giống như kẹt xe vậy. Cái khổ nó có cái đẹp của nó. Nếu như mình có thể tách mình ra khỏi nó. Cho nên đây là bí mật của thiền. Mình phải tỉnh, mình phải thức, mình đừng có đồng hóa mình vào nó. Mình tạo ra một không gian, mình chấp nhận nó và bắt đầu mình quan sát. Với một cái lực định quan sát nào đó, mình sẽ thấy được cái sự sinh, di chuyển và biến mất. Và cái bản chất thật của nó là nhân duyên sinh diệt, giả hợp, mộng ảo tạo thật. Dù nó có hay nó không có, nó cũng đều là không có. Nó có mà nó có giống như giấc mộng, thì đối với kẻ mà đang mộng thì mới là có. Còn đối với kẻ thức thì giấc mộng đừng có nói chuyện có hay không. Đó là mộng thì không có chuyện không hay là có. Ở trong mấy bước này thì gộp lại thành hai bước thôi. Bước thứ nhất là đừng có đồng hóa vào nó. Bước thứ hai là đừng có phản ứng với nó. Nó là cái gì? Là cơn sân. Cơn sân ở bên trong hay bất kỳ một cái loại tâm nọ bên trong, hay là bất kỳ một cái gì ở bên ngoài, đừng có đồng hóa. Tách, đừng có đồng hóa, tức là tạo ra một không gian, mình là không gian xung quanh nó. Nhưng mà xung quanh nó là mình quan sát, là mình làm gì nó, đừng làm gì nó, tức là đừng có phản ứng. Tức là cho một cái loại ánh sáng rọi vào nó, và mình sẽ thấy được nó không phải là một cục đông đặc thế này, mà nó là thế này. Nó là những con dung, con trùng, những là cái vapor particle đang moving. Rất là xinh đẹp. Đau khổ và hạnh phúc đều phủ phàng với nhau. Nếu như ánh đèn chánh niệm của mình trong căn phòng tâm tắt rụi, nó quậy ta lã tùm lum hết. Nhưng mà khi bật ngọn đèn lên thì dù là trong cái não mình nó có rất là nhiều những con dung, con trùng đang đục trong đó, nhưng nó bắt đầu di chuyển rất đẹp. Khi mình thoát mình ra khỏi cái sự đồng hóa vào thân tâm này thì đó gọi là sự giác ngộ, tiến trình tâm linh mình đang đi. Và cái đó thì phải đi trên con đường tứ niệm xứ, con đường thiền tập. Dù là bất kỳ loại thiền nào mà thuộc về Phật giáo chính thức thì cũng phải quay về thân thọ tâm pháp này, phản quan tự kỷ bốn phận sự. Và trước là bắt đầu từ chánh niệm tỉnh giác, đi tới định, đi tới tuệ. Và trước chánh niệm tỉnh giác là phải đừng làm một số việc mà nó làm cái tâm của mình quá bận rộn, không thể chánh niệm được, thì đó gọi là giới. Nếu giới tức là một số việc mà mình không dừng lại được, thì mình dừng lại được cái tâm mình sao? No, chắc là không được chắc. Cho nên xuất gia hay tại gia, đạo này hay đạo kia, người giỏi hay người dở, người giàu hay người nghèo, phẩm chất của mình không phải được quyết định bởi những gì ở bên ngoài kia mình có, mà bởi bao nhiêu trong này, ngay phút giây này mình tỉnh giác, chánh niệm, hoan hỷ và hạnh phúc bao nhiêu. Để có được điều đó thì mỗi khoảnh khắc mình chánh niệm tỉnh giác được bao nhiêu. Và buộc mình phải thực hành chánh niệm như vậy liên tục, đừng có dừng nghỉ. Chứ nếu mình tu mình dừng nghỉ thì giống như nấu nước gần sâu rồi rút rửa la, cứ nấu lại hoài như vậy, hết kiếp này đến kiếp kia, gặp Phật hoài mà vẫn chưa giải thoát. Đó là cách quán tâm trên tâm mà con cảm nhận và chia sẻ. Kính mong chư vị thiền hữu tri thức lắng nghe, ứng dụng và thực tập trong đời sống hàng ngày của mình. Nam Mô A Di Đà Phật.